好，欢迎大家来到我的汉语课堂，我叫陶红杏。欢迎các bạn đến với lớp học tiếng Trung của cô Đào Hạnh, số 221, ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Website tiengtrunghanoi.com, số điện thoại 0978-020-636, email daohanh86@gmail.com. Chương 9. Giao dịch ngoại thương 1. Hội thảo thương mại. Thưa ông Vương, tôi muốn đặt mua hàng của quý công ty. Wang Xianshen, 我想订购贵公司的产品。Ông có thể giới thiệu một chút về giá cả bên ông được không? 您介绍一下贵方的价格可以吗? Vâng, thưa ông Vương, đây là đơn giá. 好的, Wang Xianshen, 这是询价单。Bên ông liệu có báo thử giá hàng được không? Quý phương sư phụ báo ý xa sản phẩm đã giá cỡ. Trước hết, xin cho biết ông đặt khoảng bao nhiêu? Xin nín xem thấy xa ba ca giao tình tua sao? Số lượng đặt của chúng tôi sẽ quyết định bởi giá cả của bên các ông. Quả mên tờ tiên sụ trừ chế dưới quý phương đã giá cỡ. Giá chào hàng của quý công ty có hiệu lực mấy ngày? Quý công sư tờ báo giá dù xeo xí sư tua sao? Giá chào hàng của chúng tôi có hiệu lực trong 15 ngày. 我们的报价15天内有效。Giá chào hàng của chúng tôi là giá FOB, không phải là giá CIF. 我们的报价是离岸价，不是到岸价。Giá của các ông cao quá, cơ ưu đãi không? 你们的价格太高了。有比这更优惠的价吗? Đây là giá chào hàng thấp nhất của bên tôi. Giá của chúng tôi không thể giảm xuống mức mà các ông yêu cầu. 这是我方的最低报价。我们的价格不能降到您要求的地步。Nếu các ông giao hàng trước hàng, thì tôi chấp nhận giá này. 如果你们提前交货，我接受这个价格。Chúng ta có thể ký hợp đồng được chưa? 我们可以签个合同。Đây là hợp đồng chúng tôi dự thảo, mời ông xem kỹ. 这是我们的草案合同，请您过目。Trước khi ký hợp đồng, tôi xin xác định trước mấy việc được không? 在签合约之前，我先确定几件事，好吗？Đề nghị sửa thời gian thanh toán cuối tháng 4 thành mùng 5 tháng 4. 请把付款时间由4月底改为5月4日。Liệu có chậm hoặc lỡ việc giao hàng hay không? Huệ diễn ủ treo khua mơ. Tôi đảm bảo trong vòng một tuần là hàng đến. Quả bảo trưng nhì châu này xung tạo. Nếu không có ý kiến gì, xin hãy ký tên vào đây. Rú của mấy dụ ý chen, xin tại chỗ lì, chen miễn. Hợp đồng mỗi bên giữ một bản. Khớ thủng, dỗ hộ phân, dự quê phân, cơ bảo chuẩn như phân. Chúc mừng chúng ta đã thỏa thuận tốt đẹp. Chúc hợ của mình duyên mạng chứng chiêu. 2. Các loại sản phẩm. Anh cần loại áo sơ mi nào? Chúng tôi có đầy đủ các cỡ loại. Nǐ yào shěnme chěn shān? Wǒ men ge zhǒng xīng hào qǐ quán. Hai chiếc này màu sắc rất hài hòa. Zhè liǎng jiàn yán sè hěn xiāng pèi. Thiết kế này rất mới mẻ. Zhè yàng shè jì shí fēn biě zhì. Bộ thời trang này rất hợp với tính cách của anh. 这套时装很适合你的气质。Những kiểu này là những kiểu thịnh hành nhất năm nay. 这些是今年最流行的款式。Chỗ chúng tôi rất đầy đủ các mặt hàng. 我们这货物十分齐全。Chúng tôi tin rằng ông sẽ hài lòng với những mặt hàng thứ thiệt này. 我们相信这些上等货会让你满意的。Đây là bộ trà kiểu Nhật rất trang nhã. 这是日式茶具，很淡雅。Chúng tôi có một số loại trà ngon. 我们有些上等茶叶。Thử chiếc này xem thế nào, 试试这件怎么样? Ông mặc chiếc áo da này rất vừa. 您穿这件皮切赫很合身。
cửa số này tạm thời đang thiếu hàng. Chứ cái hào mà sản sử chuyên hộ. Đây là đồ dùng gia đình kiểu mới nhất. Chứ sự tuệ sinh hoàn tại gia trị. Đây là máy chơi điện tử mới nhất. Chứ sự tuệ sinh thuê chu tại dấu xì chi. 3. Đại lý độc quyền. Chúng tôi muốn ký với các ông một thỏa thuận riêng về đại lý độc quyền chuyên tiêu thụ dép có thời hạn là 4 năm. 我想和贵方签订一项专销拖鞋为期4年的独家代理协议。 Chúng tôi đề nghị mỗi năm sẽ tiêu thụ 6 vạn đôi dép lê nhựa các cỡ. 我们建议各种尺寸塑料拖鞋每年销售6万双。 Ông không thấy lượng tiêu thụ một năm như vậy với một hãng đại lý độc quyền là quá ít hay sao? Tùy tú gia tài lý lái chẳng. Chế giang tờ nén xeo sâu liang, nín mùi chứa tới thai bảo sổ lắm á. Chỉ cần chỉ định chúng tôi làm đại lý độc quyền cho bên ông, thì bên tôi có thể tăng thêm mức doanh thu. Chỉ giao trừ tiên của mình với quỷ phân tờ tú gia tài lý. Bên khởi dị xưng chê diễn dễ ở. Tôi đề nghị các ông trước hết phải thăm dò thị trường. 我建议你们先在市场上进行一下调查研究工作。 Ý của ông là không đồng ý cho chúng tôi làm đại lý phải không? 您的意思是不同意让我们做代理。 Vì lượng tiêu thụ năm bên ông quá ít, chúng tôi không thể nhất trí để ông làm đại lý cho bên tôi. 因为你方所答应的年销售量太低，我们不能同意你方做我们的代理。 Chúng tôi kinh doanh tiêu thụ hàng hóa kiêm làm đại lý. 我们经销商品兼做代理. Chào bà, thái thái nín hào. Chào ông, xin sơn nín hào. Mời ông ngồi, xin sô. Tôi muốn bàn với ông vấn đề đại lý dép lê của bên ông. 我想和您商谈一下 你方拖鞋的代理问题. Tôi biết rồi, 我知道了. Căn cứ vào tình hình thị trường khu vực bên ông, chúng tôi thực sự tin tưởng năm nay sẽ tiêu thụ được nhiều hơn. 根据你们地区的市场情况，我们确信今年可以销售的更多。 Là một hãng đại lý độc quyền của bên tôi. Bên ông không được phép kinh doanh sản phẩm cùng loại hoặc tương tự của nước khác. 作为我方独家经销商，你方不能经营其他国家同类和类似的产品。 Cổ phần hóa. Nghe nói hiện nay các ông có thể chung vốn kinh doanh với hãng nước ngoài đúng không? Chuyện xưa, nếu mà hiện tại có gì, ở ngoại sang khai triển hợp tư kinh doanh nghiệp vụ là, sư ma. Chúng tôi vừa mới bắt đầu, còn chưa có kinh nghiệm. Và mình càng càng khai sự, hãy mới dụ sớm mơ kinh doanh. Lần này chúng tôi đến là muốn bàn với các ông về vấn đề chung vốn kinh doanh. Và mình trở sự lại sẵn, hỡi nếu mà thẳng thẳng hợp tư kinh doanh vấn đề. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về phương thức chung vốn kinh doanh của bên ông. 我想了解一下你方合资经营的方式。 Các ông định cùng chúng tôi chung vốn kinh doanh mặt hàng gì? 你们准备和我们合资经营哪方面的业务? Kinh doanh mặt hàng công nghệ phẩm Trung Quốc trên thị trường nước tôi. 在我国市场合资经营中国工艺品。 Mời ông xem các điều khoản cụ thể về chung vốn kinh doanh. Chỉ nên khai xa dầu quan hợp sự chiến nhiên là truy thị theo khoản. Hai bên, mỗi bên góp vốn 50%, lãi thu được chia đôi được chứ. Của mình xoan phân, cơ chu tư 50%, diễn lý an 50% phân, khởi gì mà. Vì đây là kinh doanh hàng công nghệ phẩm của bên tôi, nên bên tôi phải được hưởng trên 50%. 因为是经营我们的工艺品，我们应占50%以上。 Ông dự tính bằng phương thức chung vốn kinh doanh, chúng ta có thể đạt được mức tiêu thụ là bao nhiêu? 您估计用合资经营方式，我们可以达到多大的贸易额？ Tôi dự kiến có thể đạt được mức tiêu thụ 5 triệu USD trở lên. 我估计可以达到5000万。 Bày duyên ý sang tầm bao gì ở? Vấn đề thương hiệu các ông tính toán thế nào? Sao về quản thí? Nếu anh chẳng mắc hảo luyện, chúng tôi có thể sử dụng thương hiệu của các ông.
我们可以采用你们公司的商标。 Chúng tôi đồng ý cùng các ông chung vốn kinh doanh mặt hàng công nghệ phẩm Trung Quốc. 我们同意和你们合资经营中国工艺品。 Điều kiện chung vốn kinh doanh của các ông là gì? 你们合资经营的条件是什么? Hai bên mỗi bên góp vốn 50%, lãi thu được chia đôi. 我们双方各出资50%，盈利按50%分。 5. Mua bán. Lần này đến, ông chủ yếu định trao đổi mua bán những mặt hàng nào? 你们这次来主要想谈哪些方面生意? Chúng tôi muốn mua một số lụa tơ tằm của Thượng Hải sản xuất. 我想买上海出产的真丝花绸。 Xin ông hãy nói xem các ông quan tâm đến mặt hàng nào. 请您谈谈你们对哪些产品感兴趣? Chúng tôi rất quan tâm đến mặt hàng ngũ kim của bên ông. 我们对你们的五金很感兴趣。 Đây là đơn giá thăm dò, mời ông xem thử. 这是询价单, 请你看一下。 Chúng tôi mong có thể cùng các ông thỏa thuận với khối lượng lớn mặt hàng này. 我们希望能在这方面和你们有大量的成交。 Các ông có danh mục mặt hàng này không? 你们有这方面的目录吗? Đây là lụa in hoa tơ tằm do Thượng Hải sản xuất. 这是上海出产的真丝印花绸。 Ông hãy cho tôi biết số hiệu của sản phẩm có được không? 请您把品号告诉我。 Tôi muốn tìm hiểu một chút về khả năng cung ứng và điều kiện tiêu thụ mặt hàng này của các ông. 我们想了解一下你们在这方面的供货能力和销售条件。 Tôi cần một số ô tô cần cẩu có sức cẩu trên 35 tấn. 我们需要一批提升能力35吨以上的起重机。 Không biết các ông có chủng loại quy cách này không? 不知你们有没有这种规格的? Các ông định đặt mua loại nào? 你们打算订购哪种品号的呢? Chúng tôi đang xem xét để đặt mua loại D6C. 我们在考虑订购D6C. 行的. 6. Mức giá sản phẩm. Giá của bên ông cao hơn năm ngoái những 25%. 贵方的价格比去年高出25%. Giá của các ông cao như vậy, chúng tôi rất khó tiêu thụ. 你们的价格那么高, 我们很难以这个价格销售. Ông có lẽ cũng biết rằng, từ năm ngoái đến nay, giá mặt hàng này đã tăng lên. 您很可能知道,从去年以来,这种商品的价格已经上涨了. Ông biết đấy, mấy tháng nay mặt hàng này tăng giá rất mạnh. 您知道,几个月来,这种商品的价格上涨得很多. Tôi không đồng ý với ý kiến của ông. 我不同意您的说法. Giá chào hàng của Nhật Bản tương đối thấp. 日本的报价比较低. Sản phẩm của chúng tôi chất lượng cao. 我们的产品质量高. Nếu xem xét cả về chất lượng, tôi cho rằng giá này rất hợp lý. 结合质量考虑, 我认为, 这个价格是合理的. Nếu không phải là vì mối quan hệ hữu hảo giữa chúng ta, thì chúng tôi sẽ không báo giá chính thức theo mức này. 要不是因为我们的友谊关系, 我们是不愿意以这个价格报实盘的. Để đi tới thỏa thuận, chúng ta có thể nhượng bộ một chút. 为了成交, 我们可以做些让步. Xin ông hãy nói rõ số lượng mà các ông định đặt để chúng tôi có sự điều chỉnh tương ứng về giá cả. 请您说明你们大概要定的数量, 以便我们对价格做些相应的调整. Nếu các ông đặt hàng với số lượng lớn, chúng tôi sẵn sàng giảm giá 3%. 如果你们订货数量大, 我们愿意减价3%. Để thúc đẩy buôn bán đi tới thành công, tôi nghĩ các ông ít nhất phải giảm 5%. 为了促成交易, 我认为你们至少得上5%才行. Chúng tôi chỉ có thể giảm giá 3%, không thể hơn được nữa. 我们只能降价3%,
不能再减了. Để thỏa thuận được, chúng tôi chấp nhận giá của bên ông. Quay là tả chứng giao gì? Quả mình chia sâu quay phân thì chia cỡ. Tôi muốn bàn với các ông một chút về việc bớt giá. Quả xin kênh để mang sang lên xe trở khô quần thí. Về việc bớt giá các ông định thế nào? Quân dữ trở khô quần thí, nếu mình sẽ sớm khảo lưu ý thơ. Đối với mặt hàng này, chúng tôi thường không bớt giá. Tôi dữ cho trụng sang phiền, quả mình như bàn bù kẻ trở khô. Chúng tôi mua hàng nhiều như thế này, ở chỗ khác thì người ta đều bớt từ 2-3%. Quả mà trâm ở tua khua, tại chí ta tỷ phong, rấn chia tôi kể bài phân trữ ở ta bài phân trữ sang ta trở khô. Chúng tôi thường chỉ bớt 1%. Quả mà như bàn trữ kể bài phân trữ gì ta trở khô. Chúng tôi giữ ý kiến ít nhất phải được bớt 2%. Quả mà chân chứ trừ sao, tại kể bài phân trữ ở ta trở khô. Chúng tôi phá lệ bớt giá cho các ông. Quả mình phụ lý kể niệm bên bài phát trữ ở tờ trở khẩu. Nếu các ông đồng ý bớt 3% thì chúng tôi có thể ký hợp đồng ngay. Rú của niệm bên thổ nhị với bài phát trữ sang tờ trở khẩu. Quả mình có gì lý chỉ chứng treo. Bớt cho các ông 2% được không? Kể niệm bên bài phát trữ ở tờ trở khẩu có gì mà bớt 2% có hơi ít không? Bài phân trữ ở tờ trở khẩu sư bố sư sao lấy gì tiền? Bớt 2% là nhiều rồi đấy. Bài phân trữ ở tờ trở khẩu dĩ chí mua xảo lắm. Nếu không bớt cho 3% thì chúng ta sẽ rất khó hỏa thuận. Rú của bù kể bài phân trữ sang tờ trở khẩu quả mình chưa hành án chứng treo. Nếu các ông tăng lên 5.000 kiện chúng tôi sẽ đồng ý chiết khấu cho các ông 3%. Rú của nếu mình chứng treo 5.000 kiện quả mình chưa thốn gì kể nguyên bài phân trữ sang tờ trở khẩu. Mặt hàng này các ông muốn đặt bao nhiêu? Cho trùng chán phiền. Nếu anh xem tiền thua sao? Chúng tôi muốn đặt 600 thùng. Quá xem tiền liệu bài xem. Tôi nghĩ rằng việc cung ứng năm nay không thể vượt quá 400 thùng. Quá xem chi nén cung nhiên. Bù khả nâng trao cô sư bài xem tờ. Hy vọng lần sau ông có thể cung ứng nhiều hơn một chút mặt hàng này. Cho trùng chán phiền. Xí hoàng xe sự nì nâng tua cung nhìn xe. Lượng đặt mua cơ bản của các ông về sản phẩm này là bao nhiêu? Cho rộng sản phẩm là chi vận tiên liên sư thua sao? Chúng tôi sẽ đặt mua 4.000 chiếc. Quả mình chưa tiên cầu sư chen thải vào. Chúng tôi không thể đáp ứng được số lượng các ông yêu cầu. Nếu mình giao chế là số lượng quả mình ủ phà màn chủ. Các ông cung cấp nhiều nhất được bao nhiêu? Nếu mình chơi tua, nâng cung nhìn tua sao? Tôi đề nghị ông giảm đi một nửa số lượng trong đơn đặt hàng có được không? Quả mình chen gì, nếu bà tiền toàn tờ số lượng. Xeo chèn ý bạn, chẳng mấy giang. 7. Ký hợp đồng. Lúc nào thì chúng tôi nhận được hợp đồng? Quả mình sẽ mơ sử hậu, nâng nã tạo hỡ thốn. Đây là hợp đồng bên tôi làm, đề nghị ông xem kỹ một chút. Chờ sự quả mình sổ tờ hỡ thốn. Xin lý giải từ xí khai ý xạ. Mọi điều khoản, chúng tôi không có ý kiến gì nữa. Quả mình tôi số dầu thiếu khoản, tôi mới dầu sống ở ý chán lòng. Về điều này, ông còn có ý kiến gì không? Nín tôi trở thiếu, hãy dầu sống ở ý chán. Chỗ này nên chăng thêm vào một câu như thế này. Tại chỗ, sư bố sư yên cái chia sang cho nhau ý chữ. Nếu một bên không thực hiện theo điều khoản hợp đồng thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Rủ của dì phân quay an bình hợp thống thiếu chèn sử xiến liên hệ phân dầu chuyển trung trừ hợp thống. Ông còn có ý kiến gì khác không? Nín hãy dầu bẻ thay dì chèn mà. Để chúng tôi xem lại một lần nữa. Rồi mà mình sẽ trả tôi ý xa chi lụ. Xin hỏi hợp đồng có bản tiếng Trung không? Xin quên hợp thống dầu mấy dầu trung quấn bình. Có, đây là văn bản tiếng Trung, ông xem đi. Dù, cho sự Trung quấn bệnh. Xin nhìn khai nhìn xa. Xin hỏi ông lúc nào thì ký kết. Xin quên, hở thống sơ mơ sư hô nướng chen sự. Chúng tôi muốn tuần sau sẽ ký. Quân xí quân, xe xin xí di chen sự. Chúc mừng chúng ta đã đi tới thỏa thuận một cách tốt đẹp. Chủ khổ của mình duyên màn tá trứng treo y. 8. Ngân hàng. Ở đây có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Nếu anh chia sâu xin dùng khả mà.
Nhận chia sâu, ông cần loại mệnh giá bao nhiêu? Nếu nhờ sâu bao mẹn ở tôi nó, loại 100.000 đồng, 10 quan yuan tờ. Về điều kiện thanh toán, các ông còn có ý kiến gì không? Quan dữ phụ khoản theo chiên, nếu anh dụ sâu bao chiên, chúng tôi định dùng phương thức thanh toán DA. Quả mình giao dụng DA phụ khoản phương sự. Chúng tôi không thể chấp nhận đề nghị của bên ông. Quân ủ và chia sâu nì mân tờ chen nhị. Thông thường các ông áp dụng phương thức thanh toán nào? Y ban chính khoảng xia nì mân xả dụng sâm phụ khoản phương sự. Cuộc giao dịch này chúng ta sẽ áp dụng phương thức thanh toán trả dần định kỳ. Trở sự giao dị, quả mân chẳng xả dụng phân chi phụ khoản phương sự. Xin ông hãy nói cụ thể một chút về những đề nghị hữu quan điều khoản thanh toán. Xin đến giáng si thán thán dụ quan phụ khoản theo khoản tờ chen nhị. Tổng trị giá của lô hàng các ông đặt mua là 60.000 USD. Nếu mình tiên cầu tờ trợ phi hộ ụ tờ trụng trứ với 6.000 mày giãn, tôi đề nghị kê hối phiếu dài hạn trị giá 40.000 USD để trả khoản tiền của lô hàng giao đầu tiên. Quả chen nhị khai trang 40.000 mẹ yuán tờ yuán chi hội phép dì chẳng phụ tì phi chêu hộ tờ hộ khoản. Chúng tôi luôn luôn mong muốn sự đầu tư của chúng tôi sẽ thu hồi được vốn một cách nhanh chóng và an toàn. Wo men zong shi xi wang wo men de tou zi neng jin zao an quan de shou hui. Xin ông yên tâm, hoàn vốn là điều chắc chắn. Xin nín phang xin shou khoản shi you bao zhang de. Chính hội chợ triển lãm. Ông Trương, ông thấy hội chợ triển lãm lần này tổ chức thế nào? Trương xiên sinh, nǐ kàn zhè jiè zhǎn lǎn huì bàn de zěnměyàng? Tôi thấy rất tốt, wǒ rèn wěi bú cuò. Đúng vậy, shì de, mỗi gian hàng đều có đặc điểm riêng của mình, cũng có rất nhiều sản phẩm mới. Mấy cái trang chu đều có tự chỉ de thợ điểm, nhớ dầu hình tua xin sản phẩm. Những sản phẩm mới đều được người mua hoan nghênh nên việc kinh doanh rất tốt. Chứ trùng xin sản phẩm tôi hẳn sâu mãi chủ hoan diễn. Số gì sân nhi bú thua. Thưa ông, thưa từ tuần sau hội chợ này kết thúc phải không ạ? Xia châu san trơ chê trán lãn huy chưa dạo chế sụ lờ sơ mơ. Dạ phải, sau khi kết thúc chúng tôi còn phải chuẩn bị hàng trưng bày để tham gia hội chợ mùa thu. Sơ tờ chế sụ dị hô, quả mình hãy dạo chuẩn bị tham gia chiêu trị quảng chiêu huy tờ sản phẩm. Vâng, công ty chúng tôi cũng định tham gia, hy vọng các ông có nhiều sản phẩm tới dự hội chợ. Hả, quả mình công sư dễ tả soạn trị tham gia, sư hoàng nị mình dụ cưng tù tờ xin sản phẩm trán lạc. Cảm ơn, chúng tôi cũng muốn như vậy. Xie xin, tàn nguyện rủ cử. Giao hàng, chiêu hộ. Alo, đây có phải là công ty ABC không? Quý, sư ABC công sư mà? Vâng, xin hỏi ông muốn tìm ai? Sư thờ, xin quên nếu nhau trào sấy. Tôi gọi từ công ty Đông Á, tôi muốn tìm giám đốc Hoàng. Quả sư chống Đông Á công sư tả lái tờ. Quả giao trào Hoàng Chiên Lì, tôi đây. Có phải là giám đốc Lý không? Chào ông, không biết ông tìm tôi có việc gì không? Quả chiêu sư, sư Lý Chiên Lì mà? Nín hò, hù chư, nín cháu hùa dù sớm sư. Tháng trước, công ty chúng tôi có đặt một lô hàng của quý công ty. Không biết khi nào chúng tôi nhận được hàng. Sao như? Quả mình công sư tiên lờ, quý công sư đã yi phi hù. Hù chư, quả mình sớm sớm hù nâng sâu tạo. Xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng đúng hàng. Xin nín phang xin, quả hội chinh liang an sử giao hù. Vậy khi nào các ông có thể giao hàng? Nam ơn niệm anh nướng tại sớm sớm hồ chiêu hộ. Thưa ông, tháng 8, tháng 9, chúng tôi có thể giao hàng được. 3, chiều dưới phần khởi dị chiêu hộ. Tháng 8, tháng 9 à? Tháng 8 hay tháng 9? 3, chiều dưới phần. 3 dưới phần hay sự chiều dưới phần? Cụ thể thì có thể định vào hạ tuần tháng 9. Chứ thì khởi dị tiên giải chiều dưới xe chuyến. Ông nói là giao toàn bộ hàng vào trước ngày 30 tháng 9 phải không ạ? Nǐ shì shuō jiǔ yuè sān shí yǐ qiān quán bù jiào huò. Vâng, shì de.
Tôi mong cố gắng giao sớm càng tốt. Chúng tôi phải nhanh chóng đưa lô hàng này ra thị trường bán. 我希望尽量提前，越早越好。 我们要尽快把这批货放到市场上去。 Chúng tôi hết sức cố gắng vậy. 我们尽量争取吧。 Vậy thì tốt, chúng ta đã thỏa thuận chắc chắn rồi nhé. Mong rằng chúng tôi sẽ nhận hàng vào trước ngày 30 tháng 9. 那好。 产品书定了。 希望9月30日以前 我们会收到。 Vâng được ạ, có gì. 10. Chất lượng sản phẩm. Ông thấy đồ uống này thế nào? 您认为这种饮料怎么样? Rất ngon, hoàn toàn có thể ngang hàng với các sản phẩm nổi tiếng khác. Nhưng về giá cả, hào chí là hoàn toàn có thể miễn phải sản phẩm bí mật. Yêu sư chả cỡ sang. Ý ông nói là giá hơi cao sao? 您是说价格有点高了吗? Đúng vậy, so với sản phẩm khác có cao hơn. 是的, 比其他的有点高. Tục ngữ có câu tiền nào của đó. Sản phẩm của chúng tôi là một thức uống bảo vệ sức khỏe, bán rất chạy. 俗话说一分钱一分货，我们的产品是种保健型饮料，十分畅销。 Tôi công nhận sản phẩm của ông rất tốt, nhưng công ty tôi là công ty nhỏ, tiền vốn ít, khả năng có hạn. 我承认你的产品很好，可是本公司规模小，资金小，承受力有限。 Nếu ưu đãi 10% giá thì ông đặt nhiều nhất là bao nhiêu? Nếu của giá cả rằng ưu hội 10%, 那么您最多能订购多少? Nếu đặt 200 thùng trở lên thì giá ưu đãi cao nhất là bao nhiêu? Nếu của tiền 200箱以上, 那么最高的优惠价是多少? Nói như vậy, ông đặt ít nhất là 200 thùng. 这么说, 您最少能订购 200箱, để hợp tác lâu dài, tôi sẽ bán giá ưu đãi cho ông 12%. Ông thấy thế nào? 这样吧, 为了今后再次合作, 我会优惠 12%卖给您, 您意下如何? Thế thì tôi đặt 250 thùng. Nếu mà của tiền cầu 250箱. Được, ngày mai chúng tôi sẽ giao hàng cho ông. Hào là, miễn theo, của mình bảo hồ treo kể nỉ chứ. Ông Vương, chúng ta bàn về việc đóng gói được không? Quán xin sân, của mình lại thán thán bao trang bà, hào má. Được, ông cũng biết rằng, việc đóng gói hàng thời trang, chúng tôi có cách đóng riêng, hờ. Nì chưa tạo tuổi sứ trang bao trang, 我们有一定的方式, việc đóng gói đẹp sẽ giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm. 好的, 精美的包装肯定有助于销售. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chú ý đến điểm này. 是的, 我们会注意这一点. Việc đóng gói bên ngoài như thế nào? 外包装是怎样的? 20 cái cho vào một thùng giấy. 20个, 装一纸箱. Một thùng nặng bao nhiêu? 一纸箱重多少? Một thùng nặng 25 kg. 一纸箱重约25公斤. Tôi e rằng thùng giấy không chắc chắn. 我恐怕纸箱不结实. Về điểm này, xin ông yên tâm, thùng giấy không kém gì thùng gỗ. 这点请你放心，纸箱的承受能力不低于布箱. Có lẽ cũng đúng, nhưng việc vận chuyển trên đường rất dễ bị nước thấm vào, như thế sẽ hỏng hết. 你也许是对的，但运输途中很容易被水渗透，这样会坏了。 Xin ông đừng lo, trong thùng giấy đều lót vải ni lông chống nước. 不必你担心，纸箱内都衬有塑料布，是防水的。 Nếu như ông đảm bảo, chúng tôi đồng ý dùng thùng giấy. 如果你保证的话, 我就乐于接受纸箱. Chúng tôi chỉ đảm bảo việc đóng gói thích hợp với vận chuyển đường biển, nhưng không đảm bảo đến những tổn thất khác. 我只保证包装适合海运, 但不能保证其他损失. Được, hào ta. Thưa giám đốc, phản ảnh của khách hàng về vấn đề chất lượng của lô hàng đồ uống đó, chúng tôi đã kiểm tra. 经理先生,
对顾客反应的有关那批饮料的质量问题，我们去调查过了。 Kết quả thế nào? Chế của rú hở? Vấn đề này là có thật. Lấy 50 thùng kiểm tra, tổng cộng phát hiện mấy chục chai có cặn. Chính khoản sủ sứ. Châu trả lời ủ sứ xiang. Cùng pha xiên, sứ chỉ có hình này, dù chấn tiên ụ. Tại sao có chuyện này? Làm ăn kiểu gì vậy? Chính dù trơ từng sự. Sao mất tạo tóc? Như thế này, anh hãy lập tức liên hệ với khách hàng đó, lấy lại toàn bộ lô hàng đó về, sau đó hủy toàn bộ. Trơ yàng bà, ní mà sang, kênh nà chia khơ hụ liên xị, bà trơ phi hụ, chuyến bù trơ hủy, rắn hậu chuyến bù xeo hủy. Thưa giám đốc, tôi muốn nhắc ông rằng, lô hàng này trị giá mấy chục vàng. Chính lì, 我想提醒你一下，这批货可是价值几十万呢。 Tôi biết rõ hơn ông khi hủy bỏ hết lô hàng này, nhưng để bảo vệ uy tín của công ty chỉ còn cách này. 我比你清楚全部销毁意味着什么，但为了维护咱们公司的声誉，只有这个办法。 Có thể tiến hành chọn lại và giữ lại những chai không bị được không? Nếu mua nữa, tại sai chuyển ý xa. Bà mấy quản thí tài liếu xa. Không được, cho dù hiện nay không có vấn đề gì, cũng không thể đảm bảo rằng không có chuyện gì sau khi bán ra. Bù xiến, chỉ sự xem xài khăn lại mấy quản thí. Dễ bù nữ bảo trưng mai chu dị hô, bù chu quản thí. Nhưng mà, khờ sự. Không nói nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bù dạo dài xua lờ, ý chê tôi yếu ổ tổ trợ. Thế thì tôi sẽ làm theo lời ông. Đúng, hãy làm theo lời tôi nói. Ngoài ra, phải tìm ra nguyên nhân của sự việc, phải nghiêm khắc xử phạt người có trách nhiệm. Vấn đề này, chắc cơ được rồi, đừng lề mề nữa. Hãy đi làm đi. Xíng là bế phố phố ma ma ta là Hoa chi bàn bảo. Được, tôi đi đây. Nó hả, quá sổ lắm. 11. Tiếp thị sản phẩm. Mời ông xem. Đây là dòng sản phẩm mới mà công ty chúng tôi mới chế tạo. Chúng tôi đã đổi mới một số kỹ thuật then chốt, nâng cao tính năng sản phẩm, nhưng giá cả bằng với sản phẩm cũ. Vì vậy, xin khách, chứ sự bản sản xin giãn trừ là xin ý tài sản phẩm. 我们革新了一些关键技术，提高了产品性能，可价格与老产品一样。 所以, xin lỗi, thiết bị hiện đại của chúng tôi vừa mới đổi mới, hiệu quả sử dụng rất tốt, vì vậy tạm thời chúng tôi không có ý muốn đổi. 对不起，我们现有的设备刚更新不久，使用效果很不错，所以我们暂时无意更换新的。 Không sao đâu, ông có thể hiểu một chút về sản phẩm mới của chúng tôi. Biết đâu một ngày nào đó ông sẽ đổi ý. Mấy quan xị. Nín khởi dị léo chế xa dô quan của mắt ở xin sản phẩm. Số bố tiên nín nà khen xem cưng hoa là. Thế thì ông nói thử xem. Nà nì chiều xua xua khan bà. Sản phẩm mới chủ yếu áp dụng phương thức điều khiển bằng số. Xin sản phẩm. Chủ yếu là sử dụng là sử dụng phương thức. Nói như thế nào? Tha sư tầm mấy giác. Ưu điểm lớn nhất của phương thức này là ở nâng cao độ chính xác. Chờ phương thức tờ tuy ta ưu điểm tại vì chính độ ta thờ thí cao. Nó có thể chính xác bao nhiêu? Tha khởi dị trừng chuyên tố sao? Nó có thể chính xác đến 1 phần 10 micromet. Khởi dị trừng chuyên tạo trên phân sư y quay mì. Thật vậy sao? Của chân rú sự. Vâng, đúng vậy. Tôi có thể làm thử cho ông xem. Sư tờ, vừa có gì sư phân. Kể niệm mân khác. Còn có những ưu điểm khác như thao tác rất nhanh. Nó dù trí tha thể vô tiền. Rú trao dô khoai chí. Ngoài ra, nó còn có những cải tiến khác. Mời ông xem qua tài liệu kỹ thuật. Chú sự dữ vậy. Tha hãy dù trí tha thể y sĩ cải chín. Chí này khăn của... Chờ chi sụ tư liệu. Được, ông hãy để lại đây. Tôi sẽ chuyển cho giám đốc tôi xem. Hào bà.
你先放在这，我让我们经理看一下。 Cảm ơn, 谢谢, không có chi. Mấy quan gì? 12. Thanh toán tiền. Xin lỗi, đây có phải là phòng kế toán? Lão cha, 这是会计室吗? Vâng, thưa chị. Xin hỏi chị muốn gặp ai? 是的, 请问, 你要找谁? Tôi muốn gặp kế toán trưởng. 我要见会计长, mời chị vào. 请进. Tôi là nhân viên kế toán của công ty Đông Á. 我是东亚公司的会计人员. Tôi đến đây để nhận tiền hàng. 我来这收货钱. Công ty chúng tôi đã giao hàng cho quý công ty vào tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hàng. 上月我公司已经把货 交给你的公司, 可是到今天还没收到货钱. Công ty chúng tôi đã nhận được hàng của công ty chị, nhưng xảy ra một vấn đề. 我公司已经收到你的货物, 但是发生了一个问题. Có vấn đề gì ạ? 有什么问题? Lô hàng của quý công ty giao cho chúng tôi sản lượng bị thiếu. 贵公司交给我们的那批货被缺少产量. Sản lượng bị thiếu, 缺少产量. Xin hỏi có chứng cứ gì không? 你有什么证据? Đây là chứng cứ của hải quan và cơ quan xuất khẩu. 这是海关与出口机关的证据. Khi chúng tôi làm thủ tục xuất hàng tại sân bay thì phát hiện bị thiếu. 我们在机场办出口货手续的时候就发现被缺少. Mời chị xem qua. Xin nghỉ khai xeo, tiền anh. Cho tôi một bản, tôi muốn đem về công ty để báo cáo. Mở phá thì, kể hội gì bình, hội giao bà tha ta hữu trị xem công sư báo cáo. Rất mong sớm nhận được sự trả lời của quý công ty. Xí quăng, chào sâu tàu quê công sư tờ tả phụ. 13. Bồi thường. Nghe nói sáng nay, ông gọi điện tìm tôi có việc gì phải không? Thiên xô sang ủ. Nếu ta tên hoa lại cháu ủa, dù sư mong. Đúng vậy, tôi muốn bàn với ông về lô hàng máy nước nóng mà chúng tôi nhập khẩu từ phía công ty. Sư tờ, quá xèn kênh nín thán thán, xuống quê công sư chinh khẩu tới nà phi rơ sủy chi tờ sư. Vấn đề thiếu linh kiện phải không? Sư quan yếu chê sào phê chen tờ quân thí bảo. Đúng vậy, sư tờ, hôm qua, công ty tôi có nhận được thư của quý công ty, nhưng cụ thể vẫn chưa được rõ lắm. Chủ thiên, bần công sư sâu tạo quê công sư chi lá tờ xin, ta sư chuyên thị chính khoang. Sư máy chính chủ. Thế này, tuần trước chúng tôi đã nhận được lô hàng đầu tiên. Tôi phát hiện có 5% số hàng thiếu linh kiện. Sư trơ giang, sang chinh chi, của mình sâu tạo là tì phi hộ, và dành chưa sảo bài phân trụ phê chen. Căn cứ vào hợp đồng, phía tôi yêu cầu quý công ty bù thêm hàng hoặc đền tiền. Căn cứ hợp đồng, của phân xem quý công sư thí chu phủ hộ khế hoàng tới giao chiếu. Xảy ra sự việc này, quả thực tôi rất áy náy, nhưng theo biên nhận quý công ty đã kiểm tra và ký vào. Tại sao lại có chuyện này? Phát sinh ra chuyện sự, của trên bao chiên, đàn truy chiên sâu theo, quý công sư dì chiên điện trả dù chiên miếng, quý sử mà dấu sự. Nhưng thưa ông, đây là sự thật. Khờ trơ sự sự sự, tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn. Quá xèn dù là thua ụ, chúng tôi đã kiểm từng thùng. Nên không có nhầm lẫn, đây là chứng nhận của hải quan, mời ông xem. 我们已经检查一箱, 所以没有错误. 这是海关的证书. 请您看一下. Vấn đề này, tôi phải báo về công ty. Sau khi kiểm tra lại, tôi sẽ trả lời cho ông được không? 这问题, 我想向公司报告. 检查了以后, 我会答复好吗? Được à, cảm ơn ông đã hợp tác. 好的, 谢谢你们已经合作. Đừng khách sáo. 不客气. 14. Tham khảo mức giá. Thưa ông, hôm nay tôi đến đây để báo giá cho phía ông. 先生, 今天我来这是向贵方报价的. Cảm ơn, ông báo cho chúng tôi giá tham khảo hay giá thỏa thuận. 谢谢, 你报的是参考价还是成交价? Giá thỏa thuận, 成交价. Xin hỏi, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển chưa? 请问, 价格, 也有运费了没有? Vâng, đã bao gồm phí vận chuyển. Họ, dĩ dụ là duyên phê. Giá này được tính thế nào vậy ông? Trở chia cỡ, sao mà chi soạn? Đó là giá chuẩn trong phạm vi 3 tháng. Trở sự 3 月内的价格为准.
tiền thù lao đã gồm trong giá đó chưa ông? Dùng chín bao bù bao. Dùng chín bao bù bao khổ dài này. Đã có trong đó rồi ạ, bao khổ, cảm ơn ông. Xe xe. Thời gian có hiệu lực giá báo của ông là. Nì ta bao chè dù xeo chi sư. Hai ngày, liền thiên. Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ nghiên cứu giá cả của các ông. Xin hỏi số điện thoại của ông có gì thay đổi không? Xe xe. Quân huynh hội yến chiêu nì ta chè cỡ. Xin quân, nì ta tên hoa hào mà. Dù mấy dù bèn hoa. Không có gì thay đổi cả, mấy dù. Vậy hôm nay chúng ta tạm ngừng đến đây. Chính thiên. Wo men zhan shi tan dao zhe ba. Vâng. Hẹn ngày kia gặp lại. Hào tơ. Hậu thiên chien. 15. Bảo hiểm. Ông Trương, gần đây công việc của ông có thuận lợi không? Trang xian sen. Zui jin nin de gong zuo shun li ma? Rất tốt. Cảm ơn ông. Hen hao, xie xie. Việc kinh doanh của ông quả thật là đang rất thịnh vượng. Nin de shengyi zhen shi hen xing long. Nà lì. Nin guo xiang le. Ông có việc gì cần tôi giúp không? Nếu sự hữu sự, yêu của bán trụ mà. Công ty chúng tôi đang dự tính nhập khẩu một lô hàng, nhưng không biết về thời hạn bảo hiểm vận chuyển. Quả mình công sư trừng tả xoan trình hội y phi hộ, tàn cô chưa tạo yên su bảo hiểm tại chi xạng, theo ông vận chuyển bằng phương thức gì? Đà, nị ta yên su phân sư sư sẩm hấp? Vâng, tôi rất muốn biết thời hạn trách nhiệm của bảo hiểm vận chuyển đường biển. Hào tờ. Theo quy định thời hạn là 60 ngày. Anh quy định là 60 日. Đường bộ thì sao? Lộ sang yên su, tầm mấy dạng? Đường bộ và đường biển đều giống nhau. Hà sang yên su, ủy lộ sang yên su tôi dạng. Đường hàng không thì sao? Không trung yên su tầm mấy dạng? Sang 60 日, phí bảo hiểm được tính như thế nào? Bảo hiểm tới phê dụng tầm mấy soạn? Phí bảo hiểm phải căn cứ vào hình thức bảo hiểm, mỗi loại bảo hiểm đều có phí khác nhau. Bảo hiểm phí đều căn cứ bảo hiểm phương thức. Mỗi cái bảo hiểm phương thức đều có bất đồng của phí dụng. Đây là bản chi tiết cho từng loại bảo hiểm, mời ông xem qua. Đây là mỗi cái bảo hiểm phương thức của chiếm chi biểu. Xin lý khai xạ, cảm ơn rất nhiều. Đô xị, không có gì, mấy quan xị. Tôi là Đào Hồng Hạnh, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi thông tin liên hệ về lịch khai giảng của lớp do cô Đào Hạnh dạy xin liên hệ website tiengtrunghanoi.com, số điện thoại 0978020636, email daohanh86a@gmail.com, website tiengtrunghanoi.com. 谢谢大家，xin cảm ơn mọi người，再见。